Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip chế máy Honda vào chiếc cano tự chế của mình các bạn. Chiếc cano hôm trước thì mình cũng có hướng dẫn các bạn làm rồi nè. Hôm nay mình sẽ làm clip lắp máy nha. Lắp máy rồi mình test chạy vòng cho các bạn coi nha. Thank you.
các bạn. Bây giờ mình sẽ đem xuống sông mình test cho thử nha. Thì hai người chạy cũng được luôn nha, nhưng mà có cái chỗ ngồi hơi hẹp đó các bạn. Đây mình test thử nè, nước nó vẫn còn thấp đây. Bật công tắc lên, bật rồi chạy ra ngoài chút xíu coi có rác không. Nó bị dính rác rồi đó. Hai người đi vẫn được nha, nhưng mà có cái chỗ ngồi nó hơi hẹp tí các bạn. Cái này mình để chạy đi câu cá này kia, giải trí này kia thì nó cũng rất là im các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi clip mới nha các bạn. Rồi, thì xin chào và tạm biệt các bạn.